Đó các bạn nhìn xem. Bây giờ người ta đi dạo quá chừng chừng, người ta đi theo tour các bạn. À, người ta đi theo tour đông quá chưa? Năm người ta đi đông ghê chưa các bạn? Quá đông ha, tại vì trời nắng đẹp á, cho nên người ta tập trung. Ở đằng trước có mấy cái ngôi nhà kia là ở trong đó người ta bán vé để mình vào bên trong, mình coi sở thú ở trong đó đó các bạn. Nhưng mà mình không có vào trong đó, bữa nay mình quay ngoài cảnh ở ngoài cho các bạn xem thôi. Rồi các bạn nhìn xem có mấy con cá bự kìa các bạn. Cá đây không phải là cá người ta nuôi đâu nha các bạn, mà cá này cá tự nhiên, ở nó không hiểu ở từ đâu đến, nhưng mà nó đến vào cái hồ này và nó lớn lên và sống ở đây luôn các bạn. Coi như là ngôi nhà của mấy đàn cá này luôn.
kia người ta đang vê bùng cái bảng á, các bạn thấy không? Người ta đang vê bùng cái bảng là vào 30 tháng 5 sẽ có một cái ngày lễ lớn ở đất này, gọi là lễ pha tự thoạt đó nha các bạn, là sẽ các tất cả các người cha gia đình rồi tập trung tới đây nè, start bạc nè, business nè, grill party, tức là nướng thịt ăn chơi á các bạn. Là 30 tháng 5 sẽ diễn ra một cái ngày lễ rất là lớn, là đỡ người ta gọi là kỷ niệm ngày của cha, nhớ đến ngày của cha đó các bạn. Nhưng mà tại sao không có ngày của mẹ hết các bạn? Chắc người cha lớn lao to lớn lắm cho nên người ta muốn tưởng đến. Còn ngày của mẹ vẫn có, là pha tờ thà các bạn, là ngày của mẹ, nhưng mà họ không có tổ chức, chỉ có ngày pha tờ thà là ngày của cha họ mới tổ chức thôi các bạn. Vậy là những người phụ nữ làm mẹ như mình là hơi buồn, chỉ nhớ đến ngày đó thôi, nhưng thành phố không có tổ chức. Đây là cái bản đồ hướng dẫn cho người đi dạo ở trong cái công viên này. Hello. Ôi, photo shoot nào biết chưa vậy? Nam vậy? Bác sĩ video hoặc photo? Dạ, video. Aber hier schöner gemacht. Wow, các bạn nhìn xem, ở đằng kia cũng có một cái cây bông quá đẹp luôn, cái bông màu hồng hồng tím tím đang nở kìa các bạn. Thấy bên này không, công viên bên này rộng quá chừng rộng, mình đi mỏi chân luôn mà cũng không hết luôn á các bạn. Cái này người ta gọi là thẳng cánh cò bay luôn á các bạn.
những cái bông nhỏ này. Chút đẹp ha. Cái nhà nhỏ nhỏ này trên bàn kính đó các bạn, họ làm muối ở trong này nè, nhưng mà bên này họ không có mở cửa cho nên mình chỉ quay ở ngoài thôi. Là muối ăn muối obi, tức là bio các bạn, là muối không có pha chế đó. Cái này ở trong này nè các bạn, nhưng mà họ hôm nay họ không có mở cửa đó. Cái này là cái người ta làm muối đó, cái hồ là muối, muối mình ăn đó nha các bạn.
các bạn thấy cái ngôi nhà kia chưa? Đó là người ta làm cái mái thôi chứ người ta làm cái bức tường mà người ta đang và sửa chữa lại các bạn, là người ta làm từ bằng những cái nhánh cây khô và người ta ép lại thành một bức tường, người ta cho muối nha các bạn, muối nó chạy nước muối á, nước muối nhân tạo người ta cho chạy vào để cho nó đóng thành một cái bức tường bằng san hô nha các bạn, là rất là lâu năm, bây giờ nó đang tu bổ, nó đang sửa chữa lại cho nên mình không lên được. Đó là ở bên này, nhưng mà ở đầu bên kia nha các bạn cũng có một cái nhà giống như vậy đó. Mình sẽ lên và mình sẽ quay trực tiếp cận cái cảnh mà những cái nhánh cây khô mà nó đóng là thành bằng san hô đó để cho các bạn xem nha. Ok, hãy đi cùng mình nha, đi xem thử người ta làm bằng từ những cái nhánh cây á, mà trở thành những bức tường san hô như thế nào. Thì các bạn hãy đi với mình. Bữa nay trời đẹp cho nên nhiều người, nhiều gia đình dẫn con cháu đi dạo để ngắm, để tận hưởng một cái ánh nắng rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Làm cho hai cổng cái nhà hồi nãy mình quay là họ đang sửa chữa lại, còn cái này là họ chưa có sửa chữa, và hơi quên, cái này là họ đã sửa chữa xong. Mình lên mình xem. Mình đã lên tới cái chỗ này, người ta cho mình đi tham quan, mình không biết người ta có cho mình vào sát bên trong để mình có thể quay cho các bạn xem cái những cái nhánh cây thành những cái san hô mà người ta làm nhân tạo đó các bạn. Kia các bạn, người ta cho mình vào xem, đây các bạn xem nè. Mình đang tiếp cận gần rồi lại. Các bạn xem, các bạn nhìn nè, đó các bạn thấy không, đây là những nhánh cây khô đó các bạn, mình quay rất gần. Đây là người ta cho nước muối, nước muối chạy vào thành đóng thành những cái mảng san hô cứng nhất trong này nè các bạn, trắng bóc các bạn thấy không đó. Đó, nước mặn, nước muối mặn nó chạy quanh năm nha các bạn. Nếu không có nước muối mặn thì nó sẽ không làm những cái nhánh cây này không có trở thành san hô được, và nó sẽ rụt rỉu và nó sẽ gãy đi. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không đó. Các bạn thấy bên này nè, trắng nhiều hơn nè. Đó, các bạn thấy không, mình đi tới thử, tới sát đây cho các bạn xem. Đó, những cái nhánh cây trắng trở thành san hô này các bạn thấy không, giống như tuyết đóng băng phải không các bạn. Nhưng mà cái này không phải tuyết đâu nha các bạn, đây là muối mặn nó bám vào những cái nhánh cây á, mà người ta họ làm thành bằng một bức tường á, lâu năm lắm các bạn, thì nó mới ra thành một cái san hô, như một cái bức tường trở thành một cái bức tường san hô nha các bạn. Ở dưới này là nước muối mặn á các bạn, thì từ cái này nó hút lên, nó chảy lên trên này. Thank you.
Các bạn thấy cái chữ gì kia không? Là Naturalizer các bạn. Tức là cái chỗ ở trong này là họ bán vé cho vô mình xem những cái này gọi là sở thú các bạn. Là tự nhiên người ta nuôi ngoài rừng ngoài đồ ở trong đó rộng lớn các bạn, nhưng mà mình không có vô, mình chỉ quay ở ngoài thôi. Người ta cấm gì đây, cấm xe cấm đồ, không được chạy vào đây. Giờ coi thử giá tiền ở đây người ta bao nhiêu. Này các bạn, đó, nắng quá. Từ ấp mà khoảng 18 tuổi thì 9 euro một người, mà trẻ em là từ 3 tuổi cho đến 17 tuổi thì 5 đồng, mà từ 3 tuổi là free, tức là không có trả tiền nha các bạn. Còn mà mình mua một cái family charter là một cái thẻ cho gia đình là 30, là một cái gia đình bao nhiêu 5-7 người gì đó thì đều được hết. Ở đây có bán hết đó, thì ở trong này nè, nhưng mà mình không có vào, mình quay ở ngoài cho các bạn xem thôi. Chỗ nào cũng có bông hết thôi các bạn. Chỗ nào cũng có bông, có hoa hết. Mùa này là mùa bông hoa đua nhau nở các bạn. Cười cười đã kìa chưa. Ở đây cũng có hoa này. Hoa nở rồi, quá chừng luôn. Không các bạn. Hi. Nó hoa đó. Cái khu vực dành cho trẻ em chơi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kia người ta đang vê bùng cái bảng á, các bạn thấy không? Người ta đang vê bùng cái bảng là vào 30 tháng 5 sẽ có một cái ngày lễ lớn ở đất này, gọi là lễ pha tịch thạc đó nha các bạn. Là sẽ các tất cả các người cha gia đình đều tập trung tới đây nè, start bật nè, picnic nè, grill party, tức là nướng thịt ăn chơi á các bạn. Là 30 tháng 5 sẽ diễn ra một cái ngày lễ rất là lớn, là đỡ người ta gọi là kỷ niệm ngày của cha, nhớ đến ngày của cha đó các bạn. Nhưng mà tại sao không có ngày của mẹ hết các bạn? Chắc là người cha lớn lao to lớn lắm cho nên người ta mới tưởng đến. Còn ngày của mẹ vẫn có, là Father Thạc đó các bạn, là ngày của mẹ, nhưng mà họ không có tổ chức, chỉ có ngày Father Thạc là ngày của cha họ mới tổ chức thôi các bạn. Vậy là những người phụ nữ làm mẹ như mình là hơi buồn, chỉ nhớ đến ngày đó thôi, nhưng thành phố không có tổ chức. Đây là cái bản đồ hướng dẫn cho người đi dạo ở trong cái công viên này. Hello. Hello. Oh, the trainer with you, yeah. Name, yeah. What's the video, the photo? Video. Yeah, video. Aber hier schöner gemacht. Wow, các bạn nhìn xem, ở đằng kia cũng có một cái cây bông quá đẹp luôn, cái bông màu hồng hồng tím tím đang nở cho các bạn.
thấy bên này công viên bên này rộng quá chừng rộng, mình đi mỏi chân luôn mà cũng không hết luôn á các bạn. Cái này người ta gọi là thẳng cánh cò bay luôn á các bạn. Những cái bông nhỏ nhỏ nè, chút chút đẹp ha.